Vâng. Ở đâu vậy? Quốc ra để ở kia. Vâng. Lắm quốc nhỉ mẹ nhỉ? Đây. Người ta mang sẵn ra đây ấy. Ai làm thuê thì có đồ làm. Cái này cái cô rồng mấy tháng rồi. Phải lấy cỏ đi ra cho cô bà nhá. Dạ vâng. Hôm nay sao trời râm nha, râm cả buổi để cho tiếp có thể nắng. Bố hối này đấy. Em ơi, để lau một tí. Nước đây đi, nước quá. Mẹ ăn á. Ngoan nhé, con ngoan nhé, ngoan cho mẹ làm tí nhé. Mình khóc thì nó vậy. Cười này. Một tí thôi. Mẹ ơi, phải kéo cái cổ điệu cho con nó cú ngủ. Cháu xin phép về trước nhé. Thế là cháu về nhá. Vâng. Mình thì lần sau lại về thuê nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Hiền nhá. Dạ vâng ạ. Cháu xin ạ. Vâng. Cuốn về nhá. Cháu xin cháu về ạ. Vâng. Mẹ thấy gió mát nhỉ mẹ nhỉ? Mát trời đấy. Đến nhà rồi, gánh nha. Trời nó còn râm đấy. Xong mẹ ở nhà nhắc con đi lên trên kia con đi mua lưới. Mẹ ở nhà mẹ phát cái chỗ vườn cho con đấy nhé. Con với cháu đi lên trên mua lưới. Được không? Cõng chip đi được không? Được mẹ. Con cõng chịu ạ. Vâng. Con điều cháu đi xe đạp được không mẹ? À, trời, À, con với mẹ đi xe đạp nhá. Với mẹ đi xe đạp. Trường chào bà, để anh phát mẹ đi lên chợ một tí nhá. Vâng ạ. Với mẹ đi xe đạp đi y gì đi mất à, à, chị cho á, chị á. Con chị mẹ. Mẹ cứ ở nhà phát kia chờ con.
con mua lưới nào đấy? Con mua loại lưới xanh, con mua lưới xanh. Nhiêu cân? Chắc bà cứ thôi thế con cứ cầm hết chỗ này về nhá. Rào hết bao nhiêu thì rào, còn bao nhiêu thì cầm lên cho bà. Không tao đâu mà. Được, con lấy quận này bạn. Con mua về làm cái gì đấy? Con về rào mấy con vừa rào con gà. Vâng, con gà thôi ạ, để cho họ ra vườn. Bao nhiêu cân hả bà? Bao. Dạ. Ôi, 11 cân rưỡi. Vâng. À, thế con cứ rào đi. Rào xanh. Cháu lấy lên được rồi. Mềm ngoan. Cố gắng lên nhá. Lồng thật nhiều rau vào. Vâng. Xong là bán là lấy tiền là mua quà, mua giết cho con. Dạ, nhé. Vâng. Tiền là hết 300, cũng nói thôi, cứ lấy 200 trước cũng được. Khi nào có thì cho bà, không lo đâu nhỉ, con nhỉ, yêu lắm mà. Cảm ơn bà. Xin nhá. Vâng ạ. Thế con bim bim không? Cho bim bim con nhá. Cho nó ăn đi. Này, cho bim bim em này. Ngoan quá nhỉ. Bà. Ôi, yêu thế. Bảo bố về nhá, lâu lâu bảo bố phải về, về với em nhá, nhớ chưa? Nhê, cháu về đây bà, thế con về nhá, bà xin nhá. Cháu quên đấy, cái này bà bán bao nhiêu tiền đấy ạ? À? Cái này là bán 40.000 thôi. Vâng, thế bà lấy cho cháu cái túi to ấy, để nó treo một khi. Đây cháu một bà. Đây, đứa con bỏ vào. Có vẻ nó săn gà. Nói nha, nuôi nhiều gà vào nha, lấy còng cho bún ăn nha. Ê nha, bye bye nha. Con về nha. Con của ai đây? Dạ, con của nhà Thối, Thu Hối. Mẹ ơi, mẹ thoát thẳng cái chỗ này ra đây thôi, xong mẹ con mình ngồi nhau trăng lưới đó. Con lấy lưới về rồi, xong tí này, tí nữa trăng lưới xong mình phát sau. Cái này con, cái này con mua về để lấy thức ăn vào cho gà mẹ. Thì má ăn. Vâng. Để đây đã. Đây, 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 bim con đây. Đây, bà cho bim ấy nhỉ. Bim con. Chị ơi, đi mẹ. À, bà cho bim ấy này. Nhỉ. Con có ăn á? Con bim ăn rồi á? Ôi, ôi, ngon quá nhỉ. Đây, bà quả chăm tí.
trời đóng rồi đấy mẹ. Hôm nay mẹ đi chợ về được mua được kiểu á? Mua được đi má? Đi này bà bán hàng ấy bà cho luôn à, mẹ. À thế á? Ôi ôi bà tốt thế. Vâng. Cho Bim cho con nhớ nhỉ, nhỉ. Không phải gần cao bằng lưới, cao bằng lưới mẹ. Chắc phải đi đo. Bà với mẹ làm việc một tí nhá, con chào con nhá. Sao con ơi? Dạ. Sao con làm gì thế? Sao con đang nhặt ốc để bán ạ? À? Nhặt ốc để bán á? Vâng. Thế nào? À. Lên đây chơi các con. Đây đây. Em bé kìa. Ừ. Lên chơi đi. Ừ, lên chơi em bé nè. Vâng. Sao nào cho các con làm được nhiều ốc không? Đây, con ốc nhiều thế con, ốc to nhỉ, có cả cua nữa. Ốc này các con nhặt đi bán bao nhiêu tiền một cân? Con đi bán lấy 5.000 để đi mua sách vở. À, đi nhặt ốc để bán lấy tiền đi mua sách vở á? Vâng. Thế các con ăn gì chưa? Các con chưa. Con đói không? Con cũng đói. Thương quá. Thế các con đi vào nhà kia chơi xong à, bác đi làm cơm cho các con, bún làm cơm cho các con ăn nhá. Vâng. Đây, ốc của con đấy. Vào nhà với em bé nhá. Ừ. Ừ, rồi vào nhà chơi với em bé một tí nhé. Mẹ ơi, mẹ dẫn các cháu vào nhà nhé. Ừ. Chơi, con cắm nốt cái này xong con vào. Ừ. Chúng em bé một tí nhé. Dạ. Thế bố mẹ các con làm gì mà cho các con đi nhặt ốc để lấy tiền mua sách vở? Bố mẹ con đi thuê, có ba bọn con đi kiếm ốc để kiếm tiền mua sách. Nhà con nghèo lắm. Thế nhà con cũng nghèo á? Thế đây là hai đứa bạn của con à? Vâng. Thế mà thế các con ở đây chơi hàng tí nữa cô làm cơm cho các con ở đây ăn cơm nhá. Thế các con ở đây chơi trông em bé cho cô nhá. Cô đi chợ cô mua thức ăn rồi về cô làm cho các cháu ăn nhá. Chơi với em bé chờ bà một tí nhá. Mẹ ơi thế mẹ ở nhà nhá, con đi lên chợ mua đồ cho các cháu để làm đồ cho cháu ăn tí. Ơi đấy em bé có bạn chơi rồi, em bé có bạn chơi nó không khóc. Nè. Mầm.
tôi ngồi lên đùi ấy con đi, đừng ngồi đấy sợ lạnh đó, con đứng lên con ngồi đấy sợ lạnh. Mẹ rửa mặt. Xin nhỏ nhà trong bếp cho chị chú nhá. Chị rửa này đấy là nhà những con rau không? Không. Đây là bị phải không? Không nhờ mẹ ra bế chip cho con một tí à? Làm gì nào? Thôi nghỉ ăn cơm đi các con ơi.
Đi con đi rửa tay đi nhá. Đi rửa tay xong vào ăn cơm con muộn rồi. Nóng nhau. Đâu của mày đâu, của mày đâu. Đây xuống phải đấy. Đâu chứ. Đau chứ. Đây, đây các con vào đây ăn cơm đi. Ôi, ăn cơm thôi. Món ngon thế cô. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn thịt. Nhà cháu nghèo lắm. Thế á? Đây, ăn đi các con, ăn đi nhé. Con ăn đi. May quá hôm nay các con ở đây này, cô mới có bác ăn cơm đây này. Mời cô, cháu mời bác ăn cơm ạ. Ừ, dạ. Con ăn cơm nhé. Ừ, con ăn cơm. Ừ, các con ăn cơm đi nhá. Ăn bún nhá. Ngon không các con? Ngon lắm. Nhé. Các con ăn khỏe lên nhá, vẫn còn nhá. Ăn bún. Ăn đấy. Ăn cơm xong tí các con lấy ốc xong là về nhà nhé. Dạ. Ừ. Ừ. Đây đây. Các con ăn khỏe lên nha. Con cứ múc lấy đi. Để bà xúc cho được không? Xúc rồi. À đây, nhìn đây. À, lên đây nhá. Các cháu ăn đi nhá. Đây con ơi. Ăn khỏe lên nhá con nhá. Đây con này. Ăn no nhá. Đây con vẫn còn đây, các con ăn nữa, các con xẻ ăn đi. Cò kia ăn đi. Ở nhà các con có rửa bát không? Có. Con có. Thế á? Nhà con có mấy anh chị em? Ờ, có hai chị em. Chị con cũng đi làm thuê hả con? Vâng, chị con thuê đi ạ. Cháu chào bác, cháu chào cô, cháu đi về ạ. À, cháu đi về ạ? Vâng. Thế muộn rồi, các cháu đi về đi, không bố mẹ mong nhá. Cháu chào cô. Các con về nhá, không làm sao lại đến đây chơi nữa nhá. Bye bye các con nhá. Cháu nhá, về nhá. Vâng. Các con về mai lại đến chơi nữa nhá. Vâng. Đấy lúc nãy con chưa đóng chặt đâu, mẹ đóng chưa? Đóng hết rồi. Quay xem nhé. Quay xem. Mẹ ơi chờ con buộc đã. Con người con mắc vào trên. Cái đấy đi. Còn thừa ít thôi con ạ. Còn dư một ít.
Để đây tí nó không ạ. Dạ là cúc cúc nhá. Nhá. Chích chì đi, chì cúc cúc đi. Đưa mà cho nó một con nghe cho nó chả bóp cho. Đi về đi mẹ đi. Mẹ nó.